Dạ xin chào các anh chị ha. Bữa nay là ngày 24 tháng 11 âm lịch rồi các anh chị. Thì đối với cây mai nụ nhỏ, tính từ bữa nay tới ngày lạc lá còn 15-16 ngày nữa. Rồi cây mai nụ vừa vừa, nụ tầm trung và nụ to, tính từ bữa nay tới ngày lạc lá. Đối với miền Tây Nam Bộ thì cũng còn 18-20 ngày nữa ha. Vì vậy cũng rất là cặn rồi. Thì trên cái video này em chia sẻ với cái chủ đề là trước ngày lạc lá là như thế này nè. Mình chưa xuống lá, người ta gọi là trước ngày lạc lá mình có cho cây mai ăn phân không? Rồi sau khi mình lạc lá rồi á, có người gọi là xuống lá, thì sau khi lạc lá xuống lá rồi mình có cho cây mai mình ăn phân không? Thì trên cái video này em chia sẻ bằng kinh nghiệm của em về cách chăm sóc mai của em ha. Thì đối với trường hợp này em nhớ là hình như em đã ra một cái video nó rồi mấy anh chị. Nhưng mà có nhiều anh chị vào bình luận trong mấy ngày qua hỏi em về trường hợp này. Thì hôm nay em tiếp tục ra để nói kỹ lại về trường hợp này để anh chị em mình cùng nhau để mà xem xét lại cây mai của mình. Trường hợp nào mình nên cho ăn phân, rồi trường hợp nào mình không nên cho ăn phân ha. Thì mấy anh chị hãy cố gắng xem hết video này giùm em. Rồi mấy anh chị hãy bấm tặng thưởng cho em một like để em có cái động lực ra nhiều video hay hơn, thực tế hơn cho mấy anh chị xem ha. Thì đây là cách của em. Nếu như mấy anh chị xem thấy nó hợp lý logic thì mấy anh chị áp dụng theo. Còn không thì mấy anh chị hãy chăm sóc theo cách của mình hả mấy anh chị. Các anh chị còn nhớ cây mai nụ nhỏ này của em không? Cây mai nụ nhỏ này từ đầu tháng 11 tính tới bữa nay là em đã bón hai cử phân hóa học thúc cho nó rồi. Thì cái đợt mà em bón cử hai á, tính từ cái bữa bón cử hai tới bữa nay á, cũng đã 10 ngày 11 ngày rồi. Thì trường hợp cây mai nụ nhỏ này của em á, cũng còn 2-3 ngày nữa là tới cái cử bón thứ ba rồi. Thì đối với trường hợp này em bón cái cử thứ ba là trước cái ngày lạc lá, từ 10 đến 15 ngày nữa là kết thúc ha. Chừng nữa tới cái cử bón thứ ba rồi em sẽ ra một cái video bón thực hành thực tế cho mấy anh chị coi. Thì sau khi mình đã bón qua hai cử rồi, bây giờ mấy anh chị coi lại nụ nè. Nụ nó cũng đã đỡ hơn trước nhiều rồi. Nhưng mà nhìn cái nụ nó cũng chưa có được chắc khỏe cho lắm. Thì đối với trường hợp này, nụ này á, thì mình chơi Tết cũng được. Nhưng mà so sánh lại cái tỷ lệ mà nó cho bông nó không có bằng những cây mai khác. Nhưng mà vì hoàn cảnh mình trồng sau, trồng muộn, hoặc là mình trồng nhiều quá, mình chăm sóc không nổi giống như em, thì mình cũng phải coi lại từng cây để mà mình bón thúc lúc mà cây mai mình chưa lạc lá. Thì sau khi mình lạc lá rồi á, thì theo quy tắc không còn bón phân nữa hết mấy anh chị. Nhưng mà đối với trường hợp cây mai nụ nhỏ này, sau khi mình lạc lá rồi thì mấy anh chị có thể tưới humic này nè, tưới phân hữu cơ sinh học humic này nè cho nó sau khi mình lạc lá rồi vẫn được. Bón phân hóa học sau khi mình lạc lá rồi á, thì không nên nha mấy anh chị. Thì nhân cái cơ hội lúc cây mai mình chưa lạc lá nè, thì mấy anh chị bón thúc cho em được 10 ngày bón lần, hoặc là 15 ngày bón lần, bón phân hóa học trước ngày lạc lá mình bón thúc là như vậy. Còn sau khi lạc lá rồi thì không có còn bón phân hóa học nữa ha. Thì bây giờ em sẽ nói sơ lại một cái, bởi vì mình lạc lá rồi cây mai mình đâu còn bổ lá gì nó đâu mà nó quang hợp, nó đâu có ăn phân gì đâu mấy anh chị. Mình đã bón trước đó rồi thì thôi. Và nếu như mình lạc lá rồi mà nụ mình nhìn thấy nó còn chưa ngon gì mấy, mình muốn cho cái bộ rễ cây mai mình phát triển sau khi lạc lá để cho nó cho nụ ra tổng lực hơn á, thì tốt nhất mấy anh chị nên sử dụng phân hữu cơ sinh học humic ha. Thì phân hữu cơ sinh học humic này mấy anh chị tưới sau ngày lạc lá cho trường hợp này vẫn tốt, hoặc là mấy anh chị tưới trước cái ngày lạc lá vẫn tốt. Ví dụ như trường hợp này của em đi, thì chừng nữa em sẽ lấy cái thằng humic này nè cộng chung với NPK tưới trước ngày lạc lá từ 10 đến 15 ngày, rồi sau đó lạc lá xong rồi em mới tưới cho nó thêm một cử lõn humic nữa. Đó, thì trường hợp này của em là như vậy. Còn sau khi lạc lá rồi á, thì em không có cho ăn phân hóa học ha. Nếu như mình lạc lá rồi mà nụ mai mình nó còn nhỏ thì mình chơi bông cũng vẫn được thôi. Nhưng mà nụ mình á, bông mình nó không có đạt như những cây khác. Mình muốn cho nó hiệu quả, đối với những người trồng ít cây thì mình phải chăm sóc cho cây mai từ đầu năm tới giai đoạn này. Còn đối với những người trồng nhiều, ví dụ như là trường hợp của em đi, nó thì mình trồng nhiều quá mình chăm sóc không có nổi, thì đây là cái hoàn cảnh thôi, bắt buộc phải chịu. Nhưng mà theo quy tắc lạc lá rồi thì không có nên bón phân hóa học ha. Nhưng mà cái trường hợp này
mình có thể tưới humic này nè, sau khi mình lạc lá vẫn được, để giúp cho bộ rễ cây mai mình nó phát triển thêm. Thì humic này nó giúp, nó có công dụng là giúp cho bộ rễ cây mai mình phát triển, giúp hạ phèn trong đất, giúp đất tươi xốp, nó không có độc hại như là phân hữu cơ, em xin lỗi, nó không có độc hại như là phân hóa học ha. Còn sau khi mình lạc lá rồi mà mấy anh chị muốn nụ nó lớn, mấy anh chị bón vào phân hóa học vào để giúp cho nụ lớn á, thì nó không có tác dụng gì cả, bởi vì nó đâu còn cái lá gì đâu để mà văn hợp, mà mình bón sơ sức thôi thì cái lượng phân nó còn tích trữ trong chất trồng là nó càng ngày nó càng tổn hại đến bộ rễ cây mai mấy anh chị thêm. Là tốt nhất mấy anh chị nên tưới humic ha, cho trường hợp này được. Rồi cái trường hợp thứ hai nữa là đối với cây mai nụ nó đã đạt già dám như thế này rồi, nó đã ngon lành như thế này rồi, hoặc là như cây mai này nụ nó đã ngon rồi, nó thì trường hợp này á là vào giai đoạn này tốt nhất là mấy anh chị đừng nên bón phân. Nó đã đạt rồi, nụ cũng đã ngon rồi, nhìn cái màu lá thì cũng đã ngon rồi, mình phân tích ra nó cũng đã đủ đạm và lăng và kali rồi, không cần bón phân, chỉ duy trì cái lượng nước tưới hàng ngày cho em từ bây giờ tới ngày lạc lá, rồi phun thuốc sâu nè, phun thuốc nấm bệnh nè, nhện bọ chỉ nè, phun theo định kỳ hàng tuần cho em thôi, để phòng ngừa thôi. Nó thì đối với trường hợp mà cây mai mình không bón phân vào giai đoạn này, trường hợp này á, thì trước cái ngày lạc lá mấy anh chị muốn ngon ngon, muốn tốt tốt cho bộ rễ nó phát triển thì nên tưới humic trước ha, hoặc là cộng thêm dưỡng rễ N3M cũng được, còn khỏi cộng dưỡng rễ N3M cũng được, mà mình lấy humic này nè, mình tưới cho trường hợp cây mai nụ đã đạt rồi, tưới trước cái ngày lạc lá từ 10 đến 15 ngày thì nó sẽ ngon. Có nghĩa là mình bón phân, mình tưới rưỡng rễ và mình tưới hữu cơ làm sao á để cho cây mai mình luôn luôn đủ chất, không thiếu cũng không dư. Ví dụ như trường hợp mà như thế này nó đã đủ đạm và lăng rồi, mình bón phân hóa học vào nữa thì nó sẽ dư phân, nó có khả năng là nó sẽ nở sớm hoặc là nụ nó không có đạt hay mấy anh chị, nụ nó trôi ra cái màu bông không có đẹp. Có nghĩa là mình cần làm cho cái bộ lá cây mai mình khừ khừ lại, không thiếu cũng không dư. Mà nếu như mấy anh chị mà cắt phân sớm quá vào tháng 9, tháng 10, cắt phân nó sớm quá thì vào thời điểm này rất nhiều trường hợp lá mai nó bị già, nó vàng, nó rụng, bởi vì nó thiếu chất. Mà khi nó thiếu chất rồi mấy anh chị lặt lá rồi, cây mai mấy anh chị nó cũng cho bông không có đạt được, hoặc là ăn Tết rồi nó bị chết chi bộ nhánh, là nguyên nhân nó bị suy dinh dưỡng lúc thời điểm này nè. Đây em cho mấy anh chị coi kỹ sơ lại cái humic này ha. Humic này thì mấy anh chị đã xem những cái video trước đó rồi thì mấy anh chị cũng đã biết rồi. Còn mấy anh chị mà mới đăng ký kênh sau này hoặc là ai chưa xem nó thì nên coi lại humic này của em ha. Gồm đa chung vi lượng nè, phân hữu cơ sinh học humic gồm đa chung vi lượng nè. Thì humic nó có cái công dụng là nó hạ phèn trong đất, giúp đất tươi xốp, giúp mà hoa đẹp, giúp cái nụ mai mình sáng chắc khỏe ha. Thì cái cách mà ngâm tưới là 1g cho 1 lít nước ha mấy anh chị. Mấy anh chị mua humic nào cũng được hết, mua về nhà xem những hướng dẫn ha. Rồi tiếp theo nữa là cũng như trường hợp cây mai này, bây giờ nụ nó đã ngon rồi nè, nó nụ nó đã già sáng chắc to nè, lá còn xanh nè, thì trường hợp này không còn bón phân hóa học nữa ha, chỉ duy trì lượng nước tưới hàng ngày cho em thôi, rồi phun thuốc sâu nhện bộ chỉ, thuốc nấm bệnh phòng ngừa đen nụ, rồi phòng ngừa sâu ăn nụ thôi, phun định kỳ từng lễ 10 ngày phun lần cho em. Thì cái quan trọng nữa là mình duy trì cái lượng nước tưới hàng ngày cho em ha, không để cho nó khô nha. Thì vào thời điểm này, từ bữa nay tới ngày lạc lá cũng rất là gần rồi, mình đã vượt qua được cái cơn hoạn nạn, cái tình huống nở sớm rồi, nhưng mà mình cũng đừng có ỷ y. Nhiều lúc mà cơm dăng tới miệng rồi mà mình ỷ y là mình ăn không có được ha mấy anh chị. Vì vậy mình phải chú ý tới cái vấn đề nụ to này nè, phải duy trì cái lượng nước tưới hàng ngày cho em. Mình đã ngon lành rồi đó, nhiều lúc mà mấy anh chị đi làm công việc sơ sót, mấy anh chị bỏ chất trồng trong chậu nè, nó khô rồi mấy anh chị tưới lại một cái là bắt đầu nó sốc nụ nha, nó nở nha. Và chú ý giùm em, trường hợp này mình tưới nước hàng ngày cho cây, luôn duy trì tốt. Rồi còn cái trường hợp mà nụ cây mai nụ nhỏ nè, thì mình có thể giảm nước ha, giảm nước để cho nụ mình nó mau lớn lên tí, được chút nào thì hay chút đó. Thì giảm nước là như thế nào, ví dụ như lúc trước ngày nào mình cũng tưới, bây giờ mình giảm nước thì cách ngày mình tưới một lần, hoặc là ngày nào mình cũng tưới nhưng mà mình tưới không có đậm như trước nữa, mình tưới sương thôi, tưới cho cây mai mình nó luôn luôn có độ ẩm thôi, không để cho nó khô quá. Nó khô quá rồi nó cũng bị nụ bị teo tớp rồi ha, các kiểu. Cái vấn đề mà phun canxi bo để hỗ trợ cho cây mai nụ nhỏ mình giúp cho nụ mình mau lớn lên sáng chắc màu bông đẹp
thì anh chị nào mà chưa phun thì phun ha. Bây giờ có thể phun cử rồi tới cái ngày lặt lá nó mình phun thêm cử nữa ha. Còn anh chị nào đã phun rồi thì thôi. Thì nói tóm lại á, mình muốn bón phân thúc thì 10 ngày mình bón 1 lần hoặc 15 ngày bón 1 lần. Còn phun canxi bo cũng vậy đó, 10 ngày mình phun 1 lần ha. Yêu cầu có cái khoảng cách như vậy thì cây mai mình nó sẽ an toàn thôi. Còn cái mai nụ lớn cũng vậy, cái mai nụ lớn anh chị nào mà chưa phun canxi bo thì phun. Còn phun rồi thì thôi. Khoảng cách phun thì cũng 10 ngày đến 15 ngày phun 1 lần đi ha anh chị. Dạ rồi, mấy anh chị hãy bấm tặng thưởng cho em một like nha. Từ từ em sẽ giao video tiếp theo nữa mấy anh chị. Dạ rồi, xin chào các anh chị nha.